Xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng quý vị và các bạn trở lại với kênh Ngẫm TV Xin cảm ơn quý vị và các bạn cùng lắng nghe Tháng 12 với đỉnh cao là lễ Giáng sinh Mang một ý nghĩa đặc biệt đối với người công giáo trên toàn thế giới Đây không chỉ là thời gian để mừng ngày Chúa Giêsu xu giáng thế Mà còn là dịp để cho các tín hữu suy si ngẫm cầu nguyện Củng cố đời sống đức tin trong bầu không khí linh thiêng này Hãy chuẩn bị ba món đồ không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người công giáo Mỗi món đồ mang một ý nghĩa sâu sắc tượng trưng cho sự kết nối thiêng liêng giữa con người và Thiên Chúa, đồng thời là nguồn sức mạnh tinh thần để vượt qua những thử thách trong cuộc sống. Món thứ nhất là dầu thánh, biểu tượng của ơn thánh và sự thanh tẩy. Dầu thánh hay còn gọi là dầu sức là một trong những biểu tượng thiêng liêng và cổ xưa nhất trong truyền thống công giáo. Trong kinh thánh, dầu thánh thường được sử dụng để sức lên các vua tiên tri và tư tế, biểu tượng cho ơn chúa, thánh thần và sự thánh hiến. Ngày nay, giàu thánh vẫn đóng vai trò quan trọng trong các bí tích như là bí tích rửa tội, bí tích thêm sức, bí tích sức giàu bệnh nhân và thậm chí trong nghi thức phong chức. Linh 1 tháng 12 là thời điểm mà giàu thánh trở nên đặc biệt, ý nghĩa không chỉ gắn liền với nghi thức chuẩn bị tâm hồn để đón Chúa, giàu thánh còn giúp cho người tín hữu cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Công dụng của giàu thánh trong tháng 12 chuẩn bị cho tâm hồn đón Chúa Người công giáo thường sử dụng dầu thánh để làm phép trên trán, tay hoặc là các vật dụng thánh. Đây là hành động nhằm thanh tẩy tâm hồn để thể xác, giúp họ sẵn sàng hơn để đón nhận an sủng từ Thiên Chúa. Cầu nguyện và chữa lành, dầu thánh được tin là có sức mạnh chữa lành không chỉ về mặt thể xác mà còn về tinh thần. Trong tháng 12 khi mà mùa đông lạnh giá dễ mang theo bệnh tật và nỗi buồn, dầu thánh trở thành nguồn an ủi hy vọng cho các tín hữu. Thánh quá gia đình trong nhiều gia đình công giáo, dầu thánh được dùng để làm phép cho cửa chính, phòng ngủ và các khu vực khác trong nhà. Điều này nhằm xin Chúa bảo vệ gia đình khỏi mọi hiểm nguy, mang lại bình an. Người tín hữu được khuyến khích sử dụng dầu thánh trong các giờ kinh, gia đình hoặc trước khi nghi thức quan trọng. Một giọt dầu nhỏ khi được sức kèm theo lời cầu nguyện có thể trở thành dấu hiệu của sự hiện diện thiêng liêng, mang lại cảm giác bình an và an toàn. Món thứ hai là kinh măng coi sợi dây liên kết giữa con người và Đức Maria. Kinh mang coi là một trong những hình thức cầu nguyện phổ biến, mạnh mẽ nhất của người công giáo qua từng chuỗi hạt kinh mang coi, đưa người tín hữu vào một hành trình thiêng liêng, chiêm ngắm các màu nhiệm của cuộc đời Chúa Giêsu và Đức Mẹ. Đặc biệt trong tháng 12, khi mà lễ Giáng sinh đến gần, kinh mang coi trở thành một phương tiện để cho các tín hữu sống lại niềm tin, niềm vui và sự kỳ diệu của biến cố. Chúa Giáng sinh thế kinh mang coi không chỉ là lời cầu nguyện cá nhân mà còn là sợi dây liên kết cộng đồng trong các gia đình công giáo. Tháng 12 thường là thời điểm cả nhà quay quần cùng đọc kinh bên cây thông Noel, ngọn nến tạo nên một bầu không khí ấm áp và đầy ơn phúc. Công dụng của kinh măng coi trong tháng 12 gợi nhớ mầu nhiệm Giáng sinh. Khi nguyện với kinh măng coi, đặc biệt là giới năm sự vui, người tín hữu được mời gọi suy si niệm về biến cố, truyền tin, chúa Giáng sinh và các sự kiện liên quan đến thời thơ ấu của chúa Giêsu. Đây là cách tiệc giờ để sống tinh thần Giáng sinh trọn vẹn hơn mang lại bình an tháng 12 không chỉ là thời gian của niềm vui mà còn là thời điểm mà nhiều người phải đối mặt với căng thẳng lo âu hoặc cô đơn việc lằn chổi mang coi giúp cho họ tìm thấy sự bình an trong lòng nhờ lời chuyển cầu của đức mẹ củng cố đời sống đức tin đọc kinh mang coi đều đặn trong mùa giọng giúp cho người tín hữu chuẩn bị tâm hồn để đón nhận chúa hài đồng với một lòng tin mạnh mẽ và tràn đầy hy vọng người tín hữu được khuyến khích Lần chuỗi măng coi mỗi ngày đặc biệt trong thời gian chờ đợi chúa đến có thể thực hiện điều này vào buổi sáng sớm để bắt đầu ngày mới trong sự bình an hoặc vào buổi tối như là một cách kết thúc ngày với tâm hồn lắng động ngoài ra kinh măng coi cũng thường được đọc trước các máng cỏ để cầu nguyện cho hòa bình thế giới và sự đoàn kết trong gia đình và cuối cùng là thánh giá ieso là lá chắn bảo vệ mọi cám dỗ thánh giá beneto là một biểu tượng nổi tiếng trong đời sống của công giáo gắn liền với thánh phép đít đắng sáng lập dòng biển đức trên thánh giá có khắc các chữ cái viết tắt của một lời cầu nguyện trừ tà và chống lại mọi cám dỗ đây không chỉ là một món đồ thiêng liêng mà còn là một vũ khí mạnh mẽ giúp bảo vệ người tín hữu khỏi mọi hiểm nguy của sự giữ tháng 12 với những cám dỗ của cuộc sống hiện đại từ tiêu xài quá mức đến lơ là đời sống đức tin Thánh giá trở thành một lời nhắc nhở mạnh mẽ về việc luôn hướng tâm hồn về Chúa. Công dụng của thánh giá trong tháng 12 bảo vệ gia đình và bản thân. Nhiều tín hữu treo thánh giá ở cửa chính hoặc là mang theo bên mình như là một cách để xin ơn bảo vệ. Điều này đặc biệt quan trọng trong mùa lễ hội. Sự an toàn về cả thể chất và tinh thần luôn là mối quan tâm hàng đầu, khích lệ đời sống đạo đức. Thánh giá không chỉ là một biểu tượng bảo vệ mà còn là lời mời gọi sống thánh thiện noi gương trong việc từ bỏ tội lỗi và cám dỗ nguồn sức mạnh trong cầu nguyện khi cầu nguyện trước thánh giá người tín hữu cảm nhận được sức mạnh của thiên chúa lòng can đảm để vượt qua những thử thách người tín hữu có thể đeo thánh giá trên cổ đặt trên bàn thờ gia đình hoặc mang theo bên mình trong những chuyến đi xa trước khi bắt đầu ngày mới một lời cầu nguyện ngắn với thánh giá có thể mang lại sự an ủi và tự tin trong các giờ kinh gia đình thánh giá cũng được sử dụng như là trung tâm của các nghi thức cầu nguyện dầu thánh kinh mang coi và thánh giá là ba món đồ không thể thiếu đối với người công giáo trong tháng 12. Mỗi món đồ mang một ý nghĩa riêng, từ sự thanh tẩy kết nối thiên liêng đến sự bảo vệ khỏi mọi nguy hiểm. Khi sử dụng những món đồ này, người tín hữu không chỉ củng cố đời sống đức tin mà còn tìm thấy sự bình an hy vọng giữa những bộn bề của cuộc sống. Trong ánh sáng rực rỡ của mùa Giáng sinh, những món đồ thiên liêng này chính là cầu nói để cho con người cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở cùng chúng ta, hãy cùng chúng tôi cầu nguyện để chuẩn bị tâm hồn, tinh thần sẵn sàng đón nhận những thay đổi sắp tới. Nguyện lời cầu nguyện này giúp cho các bạn giữ vững nguyên tắc của Chúa vững vàng trong giáo lý và bước đi trung tính trên con đường Ngài đã dạch ra. Hãy đọc lời cầu nguyện này với một trái tim tràn đầy kỳ vọng và niềm tin rằng Chúa sẽ hướng dẫn bảo vệ trang bị cho chúng ta. Mọi điều cần thiết lại Chúa Giêsu hài đồng, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban tặng tình yêu vô biên khi Ngài hạ mình xuống thế gian để trở thành ánh sáng, soi đường cho nhân loại trong tháng 12. Đầy linh thiên này khi chúng con chuẩn bị tâm hồn đón mừng lễ Giáng sinh, xin Chúa ngự vào trái tim mọi người để mang lại bình an hy vọng, niềm vui. Lại Chúa dạy cho chúng con biết sống đơn sơ khiêm nhường như Ngài trong máng cỏ nhỏ, bé tại Bê giữa thế giới đầy những bận rộn và lo toan. Xin giúp cho chúng con biết dành thời gian để tĩnh lặng, chiêm ngắm tình yêu của Chúa và sống ý nghĩa thật sự của mùa Giáng sinh. Lại Đức Mẹ, Thiên Chúa xin đồng hành cùng chúng con trong mùa giọng này để cho chúng con biết dọn lòng sẵn sàng đón nhận Chúa. Con với chọn niềm tin yêu, xin mẹ cầu thai nguyện giúp để gia đình chúng con luôn sống trong hòa thuận đoàn kết và tràn đầy phúc lành của Chúa. Lại Chúa Thánh Thần xin Ngài thắp sáng tâm trí và trái tim chúng con để chúng con trở thành ánh sáng nhỏ bé lan tỏ tình yêu của Chúa đến với mọi người xung quanh. Xin Ngài gìn giữ chúng con khỏi những cám dỗ và ban cho chúng con lòng can đảm để sống đúng với lời dạy của Chúa. Lại Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban ơn cho bình an cho cả thế giới. Đặc biệt trong thời gian này, xin Chúa chạm đến những tâm hồn đau khổ, những người cô đơn và những ai đang tìm kiếm ý nghĩa trong cuộc sống. Xin Chúa luôn ở cùng chúng con trong mọi khoảnh khắc của tháng 12. Hôm nay, Đức Mẹ truyền tải đến các bạn một thông điệp mạnh mẽ. Đây là thông điệp đặc biệt cho những ai thật sự có niềm tin vào Chúa. Nếu như các bạn xem video đến cuối, các bạn sẽ nhận được phước lành và chứng kiến những phép màu có thể thay đổi cuộc đời của mình trong ánh sáng rạng ngờ của niềm tin và hy vọng. Thông điệp từ Đức Mẹ lan tỏa khắp thế gian chạm đến trái tim của hàng triệu người được chọn. Đây không chỉ là một lời kêu gọi đơn thuần mà là một sự khẳng định rằng phép màu đang đến mang theo niềm an ủi và sự chữa lành cho nhân loại. Những ai đang đau khổ lạc lối hay là mong mỏi sự dẫn dắt từ Thiên Chúa qua bàn tay dịu dàng của mẹ giờ đây có thể trông cậy vào sự hiện diện đầy yêu thương của mẹ trong cuộc sống của họ đức mẹ với trái tim dạng tròn tình yêu và lòng chắc ẩn luôn hướng về con cái của mình mẹ kêu gọi tất cả mọi người trên thế giới đặc biệt là những ai đang bị tổn thương trong tâm hồn hãy mở rộng lòng của mình và sẵn sàng đón nhận sự giúp đỡ từ thiên chúa thông qua sự can thiệp của mẹ trong những lần hiện ra tại các địa điểm linh thiêng như là fatima và metu Mẹ đã không ngừng nhấn mạnh về sự cần thiết của việc sám hối cầu nguyện và sống theo lời Chúa. Hàng triệu người được chọn trong thời điểm này không phải là ngẫu nhiên. Họ là những linh hồn sẵn sàng để được mẹ Maria hướng dẫn đến gần hơn với Thiên Chúa. Những người này không chỉ nhận được sự cứu rỗi cho bản thân mà còn được giao nhiệm vụ trở thành ánh sáng, chia sẻ thông điệp tình yêu, hòa bình đến những người xung quanh trong thế giới đầy rẫy những thử thách và đau khổ. Sự can thiệp của Đức Mẹ mang ý nghĩa của ánh sáng soi rọi giữa bóng tối phép màu mà mẹ mang đến không chỉ là những hiện tượng siêu nhiên mà còn là những thay đổi sâu sắc trong tâm hồn con người sự hòa giải trong các mối quan hệ và sự bình an nội tại những phép màu ấy có thể đến dưới hình thức nhỏ bé mà đôi khi chúng ta dễ dàng bỏ qua như là sự tha thứ giữa người những người từng tranh chấp sự bình phục từ một căn bệnh hay là một niềm tin mới được nhen nhóm trong trái tim Từng hoài nghi với mẹ, mọi phép màu đều bắt nguồn từ tình yêu của Chúa, cha và lòng trung thành của những người con tin tưởng Ngài. Trong Kinh Thánh, mẹ được nhắc đến như là một người phụ nữ được Chúa chọn, có vai trò quan trọng trong việc thực hiện kế hoạch cứu rỗi nhân loại. Khi mẹ nói xin dân trong biến cố truyền tinh, mẹ không chỉ trở thành mẹ của đấng cứu thế, mà còn trở thành mẹ của toàn nhân loại qua nhiều thế kỷ. Mẹ luôn can thiệp, cầu bầu và hướng dẫn các tín hữu đến với Thiên Chúa. Lời kêu gọi của mẹ là một lời nhắc nhở rằng mọi người dù ở hoàn cảnh nào cũng có thể trở thành một phần của kế hoạch lớn lao này. Những ai sẵn sàng đáp lại tiếng gọi sẽ được chứng kiến sự hiện diện của mẹ qua các phép lạ, sự bình an trong tâm hồn và sự đổi mới đức tin. Những thông điệp từ đức mẹ thường kèm theo lời hứa về các phép lạ dành cho những ai sẵn lòng lắng nghe và hành động theo hướng dẫn của mẹ. Trong khoảng thời gian đặc biệt này, hàng triệu người trên khắp thế giới sẽ nhận được những dấu trì rõ ràng về tình yêu và quyền năng của Chúa qua mẹ. Ngài nhắn nhủ con yêu dấu ta đến với con hôm nay để mang đến một phép lạ lớn lao. Sẽ chạm đến cuộc sống của 40 triệu người bắt đầu từ ngày 30 tháng 11. Ta sẽ thực hiện những dấu hiệu kỳ diệu trong 40 ngày liên tiếp. Đây không phải là sự ngẫu nhiên mà là một biểu hiện của tình yêu và quyền năng của ta. Mang lại sự thay đổi chữa lành và hy vọng cho những ai đang khao khát sự hiện diện của ta. Trong cuộc đời trong khoảng thời gian này, các bạn sẽ nhận thấy những dấu chì rõ ràng của chúa phép màu có thể khởi đầu một cách nhẹ nhàng nhưng không rầm rộ mà thông qua sự an ủi sâu thẳm trong tâm hồn của các bạn nếu bạn đang cảm thấy lạc lối tổn thương hay cô đơn hãy nhớ rằng phép lạ này dành riêng cho bạn chúa sẽ khôi phục những gì đã mắc chữa lành vết thương và mang lại sức sống mới cho tâm hồn khô cạn 40 ngày được đề cập trong các lời tiên tri và thông điệp không chỉ mang lại ý nghĩa biểu tượng mà còn thể hiện một hành động hành trình thay đổi tâm linh sâu sắc trong suốt thời gian này. Những ai đặt niềm tin vào Đức Mẹ sẽ trải nghiệm sự chữa lành, không chỉ về mặt thể chất mà còn trong tâm hồn và có mối quan hệ. Đức Mẹ luôn kêu gọi nhân loại trở về với Chúa qua hành động sám hối cầu nguyện. Đây là điều kiện tiên quyết để nhận được những phép màu mà mẹ hứa ban qua việc cầu nguyện. Con người không chỉ kết nối với Thiên Chúa mà còn tìm được sự bình an, niềm hy vọng và sự hướng dẫn. Chuỗi kinh mang coi một trong những món quà thiêng liêng mà mẹ ban tặng là phương tiện mạnh mẽ để đạt được sự bình an trong tâm hồn, nhận được phước lành từ Chúa. Mẹ, Đức Mẹ luôn nhấn mạnh rằng thông qua lời cầu nguyện chân thành, các tín hữu sẽ thấy được bàn tay của Chúa làm việc trong cuộc đời của họ. Một trong những phép lạ lớn lao mà Đức Mẹ mang đến chính là sự quá giải trong các mối quan hệ đã bị tổn thương trong thế giới ngày nay. Nơi mà sự chia rẽ xung đột dường như chiếm ưu thế, mẹ đóng vai trò như là người mẹ hiền, dịu những biến cố không thể giải thích bằng khoa học hay cảm giác bình an sâu thẳm trong tâm hồn là những minh chứng cho thấy mẹ luôn ở bên những dấu chỉ này không nhằm mục đích làm cho con người kinh ngạc mà để củng cố đức tin và nhắc nhở nhân loại về tình yêu thương của Chúa qua bàn tay hiền từ của mẹ. Phép màu mà hàng triệu người được chọn nhận được từ đức mẹ không chỉ đơn thuần là những điều kỳ diệu xảy ra trước mắt mà còn là hành trình của tình yêu, đức tin và sự biến đổi. Nội tại của mẹ không chỉ là đắng cầu thai mà còn là nguồn cảm hứng giúp cho con cái của mình can đảm đối diện với thử thách và tiến bước trong ánh sáng của chúa trong thời khắc thiêng liêng này mỗi người được mời gọi đặt niềm tin nơi đức mẹ để nhận ra rằng ngài không bao giờ bỏ rơi nhân loại tình yêu của mẹ không có giới hạn và những phép màu đang đến sẽ là minh chứng sống động cho quyền năng lòng thương xót và sự dẫn dắt của ngài trong cuộc đời mỗi người hãy mở lòng và đón nhận phép màu vợ đức mẹ đang ở gắt rằng sẵn sàng đưa bạn đến với ánh sáng và niềm hy vọng. Không bao giờ tắt, hãy cùng chúng tôi cầu nguyện để chuẩn bị tâm hồn và tinh thần sẵn sàng đón nhận những thay đổi sắp tới. Nguyện lời cầu nguyện này giúp cho các bạn giữ vững nguyên tắc của Chúa, vững vàng trong giáo lý, bước đi trung tính trên con đường Ngài đã dạch ra. Hãy đọc lời cầu nguyện này với một trái tim tràn đầy kỳ vọng, niềm tin rằng Chúa sẽ hướng dẫn bảo vệ trang bị cho chúng ta mọi điều cần thiết lại đức mẹ mẹ hiền đầy yêu thương lại chúa đắng cứu thế quyền năng nay con xin cúi đầu trước ngài trong niềm tin tưởng và khiêm nhường con biết rằng không có gì là không thể đổi với ngài và con kêu cầu lòng thương xót cũng như sự can thiệp của ngài trong đời sống của con lại mẹ mẹ là niềm hy vọng mẹ đã luôn lo lắng nghe tiếng kêu cầu của con cái của mình xin mẹ cầu bầu cùng chúa cho con của mẹ hiểu rõ những đau khổ, những khát khao, những nỗi lòng sâu kín mà con mang, xin mẹ chạm đến cuộc sống của con bằng tình yêu thương, sự chữa lành của mẹ. Lạy Chúa, con tin rằng Ngài là đắng chữa lành, đắng làm phép lạ và đắng mang lại sự sống mới. Con xin trao dâng lên Ngài mọi nỗi đau, thử thách và gánh nặng của con. Xin Ngài thực hiện phép lạ trong đời sống của con để con có thể nhận được sự chữa lành cả thể xác và tâm hồn. Lạy Chúa và mẹ, xin hãy soi sáng đường đi của con ban cho con sự khôn ngoan để nhận ra kế hoạch của Ngài. Xin ban phép lạ để con vượt qua những khó khăn đang đối mặt, để con được bình an trong tâm hồn và niềm vui trong cuộc sống. Và video đến đây cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo. Nếu thấy hay, xin hãy cho một like và một chia sẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.